trái thôi. Đi chuột. Ai đó, đất. Có ai nhà em nằm ăn, nhìn dễ hơi. Nên nằm mắm dễ hơi. Mẹ ra là nằm em. Giờ chị hai đốt than, giờ mình làm ốc nướng nha chuột. Dạ. Trái ơi. Đi chuột. Tăng ốc ra lại. Chuột đợi xíu than tàn rồi chị hai nướng cho chuột ăn nha. Dạ. Chuột ngoan quá. Mẹ cho dép lên mẹ hai. Nhóm lửa em là mẹ trốn nha. Ừ chuột đi chơi đi. Dạ. Rồi chị hai nướng ốc cho chuột ăn nha. Dạ. Cái đó là mỡ hành đó chuột. Xíu ốc chín rồi chị hai rứa mỡ hành vô nha. Chuột ngoan quá. Ốc chín rồi chị ơi. Để nó nhỏ hành luôn đi. Rồi nhìn má chị ơi. Em nhìn cái. Rất nhẹ, rất là rất nhẹ. Má chị ơi. Là muối và chuột chấm nha. Dạ. Chị hai ơi. Dạ hỏi em ăn đi. Rồi để chị hai gửi cho chuột ăn nha. Dạ. Dạ hỏi em nha. Hỏi ống em nữa. Cái gì? Cái nào nấu? Anh ăn lúc anh đi chuột. Anh muốn nhỏ hành rồi chú ơi. Chú anh với chú nha. Trời ơi. Cái gì chuột? Sao anh ăn nhỏ hành nữa? Ê, chú hành lấy chồng. Chú mẹ ơi. Vô. Chú lấy chị ai hả? Bóp kìa hai. Chứ mẹ em mới nữa nha. Chuột ngoan đi, vậy mốt chị hai nướng cho chuột ăn nữa nha. Dạ. Chuột ngoan quá. Vô chuột ơi. Vô. Dạ nướng hơn nữa. Để chị hai gỡ ra cho chuột nha. Dạ. Rồi. Đắp. Đắp dầu, đắp dầu. Để mà nhớ mày mở. Có mẹ hàng cho mày nhảy. Mày nhảy bắt cho con ăn. Mày ơi. Mày nhảy ơi. Tụi tụi đắp rồi. Cho mày nhảy ăn. Mày đắp ăn chuột nghe. Dạ. Tụi anh ơi rồi. Đắp cho tụi hả? Rồi nhảy rồi chú làm câu nè. Tắt bên chú.